Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một mảnh đất được đánh giá là vô cùng tiềm năng. Nếu như quý vị nào yêu thích về đầu tư đất thì quý vị có thể xem cái video này. Quý vị sẽ thấy được cái giá trị của mảnh đất này mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, đây là cổng của Samsung. Và quý vị cũng có thể thấy được rằng là cái chỗ mà tôi đứng ở đây thì nó cách Samsung khoảng 100m. Và quý vị cũng có thể thấy được rằng là cái lượng người đi lại ở đây nó rất là đông. Hiện nay thì với cái số lượng người nó đi lại, công nhân ở đây nó hạn chế hơn so với năm ngoái. Năm nay thì là nó do dịch Covid cho nên là cái lượng người nó sẽ đi ít hơn. Nhưng mà chúng ta nhìn như thế này, chúng ta cũng sẽ đánh giá được rằng là tỷ lệ đi làm và tỷ lệ cái con đường này với cái lượng người qua lại rất là đông. Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được rằng là cái giá trị mà mảnh đất tôi giới thiệu cho quý vị thì nó ở ngay sát với cái nhà hàng chục tầng như thế này ở trước mặt quý vị ở đây này. Và một chút nữa thôi tôi sẽ dẫn quý vị cả và các bạn đến cái mảnh đất đó. Mảnh đất đó thì nằm tại lô 2, tức là so với cái mặt đường này thì nó là lô 2, ô tô đi lại vào rất là tiện. Và cái diện tích của cái mảnh đất đó thì nó tổng là 602m, trong đó thì có 400m thổ cư, còn 202m là cây lâu năm. Một trong những cái giá trị của mảnh đất này thì tôi sẽ dẫn quý vị đến trực tiếp để cho quý vị được xem cái mảnh đất, trong cái mảnh đất đó có gì. Vâng, đây tôi xuống để đi vào. Đây là cái ngõ vào, quý vị nhìn thấy chưa ạ? Đứng đây chúng ta nhìn thấy cái cửa xếp xanh đó, đó chính là cái nhà đó đấy. Đây chúng ta sẽ, đây chúng ta nhìn ở đây chúng ta đã thấy cái cổng của cái nhà đấy rồi. Chính là hai cái cửa xếp xanh này này. Đấy, và một cái cửa đi vào. Thì chúng ta vào xem là cái nhà này nó có cái diện tích như thế nào và có gì ở bên trong. Đây, đấy, bì ba bước chân là đã tới rồi. Đây là cái cổng vào. Còn bên cạnh hai cửa xếp này vẫn là trong thuộc cái đất mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị. Bên cạnh là một cái nhà 6-7 tầng. Căn nhà này thì giới thiệu với quý vị là nó có hơn chục cái phòng trọ. Đấy, quý vị nhìn đây, cả một cái dãy phòng trọ. Và có một căn nhà 2 tầng. Chính cái đắc trong này là căn nhà 2 tầng, quý vị nhé. Khi mà bán cái mảnh đất này thì nó có đầy đủ từ nhà cho đến nhà trọ, chúng ta chỉ việc vào ở thôi. Đấy, ngày mai chúng ta có thể kinh doanh nhà nghỉ hay là xây dựng karaoke. Nói chung là cái mảnh đất này nó rất là rộng, quý vị nào có điều kiện thì làm bất cứ cái gì để hứng cái công nhân của Samsung, công nhân của Điềm Thụy và các cái khu Phổ Yên này, Đồng Tiến này, thì quý vị sẽ thấy được cái giá trị của mảnh đất nó rất là tiềm năng. Khu này thì người ta làm quán karaoke với lại phòng trọ với nhà nghỉ rất là đông. Đấy. Đây là cái dãy bên trái mà chúng ta đi vào, đó nó chính là cái dãy phòng trọ. Đây, soi vào đây. Chỗ này là trước là người ta thuê để người ta làm giặt là, quán bia. Đấy. Còn bên trong này thì chủ yếu là nhà trọ, từng phòng một. Còn bên trong cùng là căn nhà 2 tầng. Đây dãy phòng trọ đây, anh em có thể nhìn thấy này. Nếu như mà chúng ta nói đến về cái việc xây dựng của cái khu này thì nó cũng mất vài tỷ rồi. Đấy, một căn nhà 2 tầng. Đấy. Và cái dãy phòng trọ bên này cũng toàn phòng trọ hết này. Quý vị có thể thấy này. Đấy. Ở đây là căn nhà 2 tầng. Diện tích tổng là 602m. Và nếu như cách đây năm ngoái thì
thì cũng xin thưa với quý vị là cái mảnh đất này là có đến cái giá là lên tới 6,5 tỷ. Và hiện nay thì cũng xin thưa với quý vị là cái mảnh đất này bán với một cái giá gọi là siêu rẻ để cho quý vị lắm được. Mà cái giá nói nhỏ với quý vị ở đây thì hiện nay bây giờ giá chủ thu về là 3 tỷ. Đấy là để chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người lắm được. Hiện tại cái khu đất này đang vay được là hơn 4 tỷ. Đấy. Quý vị có thể thấy được rằng một mảnh đất quá tiềm năng, quá là đẹp. Bây giờ là chủ nhà người ta rất là cần tiền, người ta trang trải lợ lần. Bởi vì trước đây là kinh doanh nó còn dễ thì người ta đầu tư, người ta vay mượn. Bây giờ là kinh doanh nó khó khăn hơn, thế cho nên là người ta phải trả tiền. Cho nên người ta muốn bán cái căn nhà này đấy, để người ta lấy tiền người ta trang trải. Đây là khu bếp đấy. Tổng thể cái căn nhà 2 tầng thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây rất là đẹp, nhà mới xây đấy. Nói chung là để mà làm được một cái khu như thế này, hiện nay bây giờ mà làm lên như thế này thì nó cũng mất rất là nhiều tiền. Đây là bên trong nhà. Khi mà mua ấy, thì chúng ta được sử dụng toàn bộ cái nhà này. Đấy. Cho nên là quý vị thấy cái giá trị mà chúng ta mua được một cái mảnh đất mà trong khi đó được tặng toàn bộ nhà cửa. Quý vị thấy có rẻ không ạ? Đây là cái trích lục của cái mảnh đất đó. Và cái giá trị của cái mảnh đất đó thì quý vị nhìn thấy là quý vị sẽ lắm được. Đúng không ạ? Đấy. Chúng tôi thì luôn là mong muốn là chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người, những người mà đang đầu tư về đất thì đây là một cái cơ hội rất lớn. Đấy. Bởi vì là nếu như chúng tôi không giới thiệu lên trên này thì quý vị sẽ không biết được mảnh đất này nó nằm ở đâu, và không biết là đi tìm ở đâu mà có được mảnh đất đẹp như thế này. Đấy. Và một chút nữa thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược về xung quanh cái mảnh đất này nó có những cái tiện ích gì. Thì đây, đó chính là một trong cái khu của Samsung. Đấy, rất là tiện ích. Và cái khu vực này thì nó cách cái mảnh đất đó có 200m thôi. Thật sự với quý vị là dân đi làm, tức là công nhân đi làm Samsung nó rất là đông. Đấy, thì cái mảnh đất đó thì chúng ta làm cái gì cũng có thể ra tiền. Cho nên là nó rất là tiện. Mà cái mảnh đất đó với cái giá trị bây giờ thì thực sự với quý vị là nó quá rẻ. Nó chỉ vào đất ở cạnh cổng Samsung mà nó chỉ vào có mấy triệu một mét đất thì tôi nghĩ rằng là chưa bao giờ có những cái giá thành lại rẻ đến như vậy. Đấy. Mà làm được rất nhiều thứ. Cho nên là trong cái việc mà tôi giới thiệu như thế này thì thực tế ra cũng là để là mong muốn những người nào có duyên, may mắn biết được cái mảnh đất này thì quý vị sẽ đầu tư. Đấy. Ngay cổng Samsung luôn, cách đất Samsung có 100m, hơn 100m. Mà dân cư đi lại rất là đông đúc. Đấy. Chúng ta đầu tư, có tiền chúng ta đầu tư vào đó thì nó sẽ rất là thuận tiện. Mà tôi khẳng định luôn là nếu không có lãi thì chắc chắn là chặt đầu tôi đi. Bởi vì những cái số tiền nó rất là lớn, không phải ai cũng có thể đầu tư được. Có những người thì người ta có vài trăm triệu thôi, có người người ta có 1 tỷ thôi, nhưng không thể đủ với cái số lượng tiền nó lên đến 3 tỷ được thì người ta không thể đầu tư được, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà cái mảnh đất này mà nó tầm 1 tỷ hoặc 1 tỷ rưỡi thì nói thật với quý vị là chúng tôi cũng bỏ tiền ra mua được. Đấy. Còn đây nó mảnh đất nó cái số tiền nó nhiều hơn như thế. Thế cho nên là tôi mới làm cái video này để tôi giới thiệu quảng bá cái mảnh đất này của ông anh. Ông ấy cần bán để cho quý vị đầu tư. Mà cái mảnh đất này thì tôi cũng chỉ mong muốn những người đầu tư thôi. Chứ để những người để mà ở thì tôi không cần thiết phải là chia sẻ cái video này để cho những người người ta ở. Bởi vì cái mảnh đất này nói về đầu tư thì nó quá tiềm năng. Đấy, nó quá tiềm năng chứ không phải là nó là tiềm năng bình thường. Thế cho nên là rất là mong những người nào mà biết được cái video này, biết được mảnh đất này
thì hãy nhân cơ hội để mà đầu tư vào và chúng ta sẽ có lãi ngay. Đấy là chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được. Cũng chỉ vì người ta rất là cần tiền cho nên người ta mới bán thôi. Trong cái video này thì tôi đã giới thiệu cũng khá là kỹ rồi. Nếu quý vị nào mà muốn kỹ hơn thì quý vị có thể liên hệ đến số 0982 573 882. Chúng tôi sẽ trực tiếp giới thiệu cho quý vị và dẫn quý vị đến tận nơi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu quý vị xem video, nhớ đăng ký kênh cho tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.